những chi nhánh rất là phát triển của Đẹp Giá Kho khi cung cấp các sản phẩm với giá cam kết rẻ nhất thị trường hiện nay. Sau đây mình sẽ dẫn các bạn tham quan vào trong nhé. Ở tại chi nhánh này có các sản phẩm như là đệm cao su kim cương, đệm cao su kim cương với đầy đủ các size, kích thước, độ dày. Đây là một trong những chi nhánh của Đẹp Giá Kho tọa lạc tại địa điểm sầm uất nhất thành phố, là địa điểm Phan Văn Trị Gò Vấp, nơi lưu thông rất là khi mua hàng sẽ được nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình. Đây là một trong những nhân viên xuất sắc của Đẹp Giá Kho. Những cái gối ôm bông ép được bán tại Đẹp Giá Kho và sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng. Khách hàng đang xem đẹp tại Đẹp Giá Kho. Và phía bên trong thì được bày trí là các cái dòng nệm lò xo nha các bạn, nệm lò xo và có cả những cái tấm nệm mỏng như thế này để trải giữa nhà mình nằm cho tiện lợi á các bạn. Cho đến các dòng nệm thắng lợi chuyên bỏ cho khách sạn. Tại Đẹp Giá Kho có một điều đặc biệt là khi các bạn mua hàng với một số lượng lớn để dành cho khách sạn thì các bạn có ngay giá sỉ nha các bạn. Đẹp Giá Kho cam kết là bán giá với cái giá là rẻ nhất thị trường hiện nay. Các bạn có thể yên tâm mua hàng tại đây và chính sách bảo hành đều được bảo hành theo nhà sản xuất, bảo hành rất là đầy đủ. Đây là một trong những tấm nệm của công ty hàng Việt Hải, là tấm nệm lò xo. Các bạn có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đường nét rất là tỉ mỉ. Và cả phía bên này nữa các bạn. Đây là một trong những tấm nệm Duro Pillow được theo thương hiệu của châu Âu, có chất lượng rất là tốt và được các khách sạn cao cấp rất là ưa chuộng cái dòng nệm lò xo này. Nó vừa bền vừa chất lượng lại được người tiêu dùng ưa chuộng. Phía bên này và kể đến là các dòng nệm bông ép cấp 3 với nhiều kích thước khác nhau nha các bạn, của nhiều thương hiệu như là Kim Cương, hàng Việt Hải. Đây ạ, đảm bảo vô cùng chất lượng cho các bạn mua hàng. Có đầy đủ các loại nệm, kích thước, size. Bên cạnh đó thì có các phụ kiện đi kèm như là các bộ rác như thế này. Đây là rác của con nhật nha các bạn, với đầy đủ màu sắc, họa tiết như thế này, rất là dễ thương đúng không ạ? Bên cạnh đó là có những cái bộ rác thắng lợi cao cấp. Đây rất là đầy đủ màu sắc cho các bạn dễ dàng lựa chọn. Và có cả bảo vệ nệm nha các bạn. Nhà mình có em bé thì cái này xài rất là tiện lợi, mình sẽ dễ dàng vệ sinh nệm hơn. Rất là nhiều rác các bạn có thể thoải mái lựa chọn, với màu sắc như trẻ hoặc là màu đậm để mình dễ dàng vệ sinh và nhìn không có bị dơ. Cho tới các bộ gối, áo gối cũng được bán tại Đẹp Giá Kho. Đây ạ, chất liệu rất là dày dặn và rất là mát nha các bạn, không hút mồ hôi rất là tốt.